Câu chuyện về Gita là câu chuyện của chính nền văn minh Ấn Độ. Chúng ta đã biết Gita là lời khuyên của Krishna dành cho Arjuna trên chiến trường Kurukshetra. Nhưng có phải Krishna là người đã tạo ra Gita hay là nhà hiền triết Vedavyasa mượn lời của Krishna để nói về chân lý của vũ trụ? Liệu lời kể của Sandhya với vị vua mù Ristarastra về tất thảy những gì đã xảy ra ở chiến trường xa xôi có làm giảm đi độ chính xác không? còn tất cả những nhà thơ triết gia đã cất lời ca ngâm tụng viết lại hoặc dịch guitar cho những người như chúng ta thì sao đây là câu chuyện của họ câu chuyện về guitar ngay trước cuộc đối đầu cuối cùng giữa anh em nhà Pandavas và anh em nhà Kauravas, Krishna với hiện thân phổ quát đã giải cứu Arjuna khỏi sự nghi ngờ ngây dại bằng cách truyền dạy cho Arjuna về tinh túy của tư tưởng vệ đà Bhagavad Gita. Vyasa đã kể câu chuyện về Mahabharata cho đệ tử của mình là Vaisampayana. Vaisampayana đã kể lại cho Roma Romahasana đã kể lại cho Sauti, và sau ti kể lại cho Saunaka trong khu rừng Naimisha. 4.000 năm trước, những người Aryavata đã sáng tác ra vệ đà trong đó họ ca ngợi nhật nguyệt và các hành tinh. Họ bày tỏ lòng kính trọng đối với các nguồn lực gắn giữ và duy trì vũ trụ. Trong những thế kỷ sau đó, Ayurveda nói về những nghi lễ mà người phàm trần có thể kêu cầu các vị thần và tán tụng họ. Sau đó, Upanishad chuyển hướng trọng tâm từ thiên giới sang con người. Brahman hay chân lý tuyệt đối, tâm thức phổ quát hợp nhất tất cả chúng sinh thông qua lời thánh rung động và chảy xuyên suốt tất thảy những gì hiện hữu. Trải qua nhiều thế kỷ, sau nhiều cuộc luận bàn và bất đồng giữa các tu sĩ, cuối cùng thì Vedanta đã đến với dân chúng. Puranas, Ramayana và Mahabharata lần đầu tiên được viết ra bằng văn tự Brahman. Khi các tôn giáo trong cuốn sách lần đầu tiên xuất hiện ở Tiểu Lục Địa, thì các tư tưởng vệ đà đã bắt đầu được kể lại bằng các ngôn ngữ và chữ viết địa phương. Thông qua các bài ca và chuyện kể, tư tưởng vệ đà đã đến được với đông đảo dân chúng, y ta đã tìm thấy một nơi cư ngụ mới trong tâm tưởng của người Ấn Độ. Khi người châu Âu lần đầu tiên nỗ lực tìm hiểu về văn hóa Ấn Độ, nhiều phong tục và tín ngưỡng của người theo đạo Hindu chẳng có nghĩa lý gì đối với họ vì vậy họ chủ trương rằng những người theo đạo hindu hẳn là phải có một cuốn sách chứa đựng nguồn gốc của tất thảy niềm tin của họ điều mà các học giả châu âu đã không hiểu là những tư tưởng vệ đà có thể tồn tại mà không cần đến các sách thánh họ đã không hiểu tầm quan trọng của các bài ca chuyện kể và nghi lễ đã được lưu hành khắp lãnh thổ trong việc truyền bá tinh túy của tư tưởng vệ đà ngoài ra bhagavad gita không phải là gita duy nhất các Puranas nói về Guru Gita, Ganesh Gita, Avaduta Gita, Ram Gita, Uraha Gita, Vyadaha Gita và Anu Gita. Vào khoảng thời gian đế chế La Mã đang trỗi dậy ở địa Trung Hải, Mahabharata đã được viết ra ở Ấn Độ trong một vài thế kỷ, từ một câu chuyện ngắn gọn là Jaya trở thành một thiên anh hùng ca, hùng tráng, với hàng trăm nghìn câu thơ. Và ở trung tâm của Mahabharata có Bhagavad Gita, cuốn sách được mệnh danh là sự ban tặng của Thượng Đế dành cho Arjuna. Nhà hiền triết Adi Shankara đã tìm thấy ở Gita sự hợp nhất giữa thần thánh và con người, trong khi Ramanuja và Madhava lại tìm thấy trong Gita sự khác biệt giữa con người và thần thánh. Vào thế kỷ 20, Mohadas Gandhi, mania Tilak và Rao Ambeka đều tìm thấy những ý nghĩa khác nhau trong guitar. Husley, Oppenheimer và thậm chí cả Hitler đều tìm thấy tâm hồn của mình được soi chiếu trong guitar. Có rất nhiều phiên bản của guitar cũng như những tâm trí mà nó đã chạm vào. Mặc dù guitar đã tồn tại lâu đời và có nhiều ý nghĩa đối với nhiều người nhưng thông điệp của Gita vẫn đơn giản như khi các bậc hiền triết lần đầu chiêm nghiệm kinh vệ đà. Thế giới của chúng ta luôn không ngừng biến hóa và thay đổi. Sự sống không phải là vĩnh cửu, cái chết cũng vậy. Chúng ta nhìn thế giới như chúng ta đang là. Chúng ta tạo ra cái có bằng cách tạo dựng hình sắc cho hư vô và tạo ra các danh giới để chứa đựng cái vô hạn. Chúng ta tạo ra bằng hữu và kẻ thù chúng ta tạo ra đúng và sai chúng ta tạo ra sự thật của riêng mình và chúng ta để nó định nghĩa chúng ta có ba con đường có thể giúp chúng ta tìm thấy đường đi của riêng mình trong thế gian này đó là kama yoga con đường của hành động và chấp nhận bhakti yoga con đường của sự tận tâm và phụng sự jnana yoga con đường của tri thức và hiểu biết khi chúng ta hiểu người khác chúng ta hiểu vũ trụ đó là cách mà thế giới vận hành